mà như vậy đã tạo nên cho tuổi trẻ thành phố những cái dấu ấn, những cái kỷ niệm, và thông qua những cái chuyến đi như vậy đã cùng một vui chung các cán bộ đoàn viên thanh niên của Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, những cái tình cảm sự chung một chia sẻ đó thì luôn luôn ở trong trái tim của mỗi bạn đoàn viên thanh niên thành phố trong các thời kỳ. Và hôm nay thì cũng tiếp tục cái truyền thông đi về thăm các căn cứ, thì Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh cũng có các cái đoàn để đi, trong đó có quan thông một cái nhóm rất là đoàn nó đi sản xuất và sản phẩm thức sư các cô chú các ba má này. Trong quá trình tiếp nối các truyền thông mà các cô chú các ba má đã xây dựng lên cái Hà Nội, cái truyền thông Hà Nội, thì tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã tiếp tục hay là nhiều cái công trình lớn, thì trong đó đều có dấu ấn, đều có công sức tham gia của các bạn là đoàn viên thanh niên, các bạn trẻ tham gia vào quá trình xây dựng rồi các cái hoạt động xung kích tình nguyện của thành phố tỏa đi các cái địa phương, hay là các cái hoạt động tại các bà con ở xã, đặc biệt là chúng tôi